Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 1, kết thúc phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát công bố mức án đề nghị với 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù, tội nhận hối lộ. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Mức án đề nghị đối với 38 bị cáo cụ thể như sau. Nhóm bị truy tố tội nhận hối lộ. Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, bị tòa quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật, 14 đến 15 năm tù. Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 19 đến 20 năm tù. Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng giá cục quản lý dược, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình Bộ Y tế, 9 đến 10 năm tù. Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế, 8 đến 9 năm tù. Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, 13 đến 14 năm tù. Nhóm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 đến 4 năm tù. Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 đến 4 năm tù nhóm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng 7 đến 8 năm tù. Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương 5 đến 6 năm tù. Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương 5 đến 6 năm tù. Nhóm bị truy tố tội đưa hối lộ. Phạm Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong công ty Việt Á 4 đến 5 năm tù. Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ công ty Việt Á 4 đến 5 năm tù. Nhóm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng công ty Việt Á bị đề nghị từ 15 đến 16 năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và từ 15 đến 16 năm về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt đề nghị là 30 năm tù. Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á bị đề nghị tổng mức án 16 đến 18 năm tù. Trần Thị Hồng, nhân viên công ty Việt Á, từ 36 đến 48 tháng tù. Lê Trung Nguyên, nhân viên công ty Việt Á, 36 đến 42 tháng tù. Trần Tiến Lực, nhân viên công ty Việt Á 36 đến 42 tháng tù. Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, 30 đến 36 tháng tù. Nguyễn Thị Trang, cựu giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Sở Tài chính Hải Dương, 30 đến 36 tháng tù treo. Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang 6 đến 7 năm tù. Ngụy Thị Hậu, cựu phó phòng tài chính CDC Bắc Giang, 36 đến 42 tháng tù. Phan Huy Văn, giám đốc công ty dược vật tư y tế Phan Anh, Bắc Giang, 42 đến 48 tháng tù. Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do 4 đến 5 năm tù. Vũ Văn Doanh, giám đốc công ty thẩm định giá Thăng Long 30 đến 36 tháng tù. Tạ Ngọc Trức, giám đốc công ty thẩm định và đầu tư toàn cầu 24 đến 30 tháng tù. Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC Nghệ An 30 đến 36 tháng tù treo. Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An 24 đến 30 tháng tù treo. Hồ Công Hiếu, thẩm định viên công ty thẩm định giá miền Nam chi nhánh Nghệ An 24 đến 36 tháng tù treo. Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, 10 tháng 4 ngày tù bằng thời gian tạm giam. Tiêu Quốc Cường, cựu kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 4 đến 5 năm tù. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 2 đến 3 năm tù. Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính CDC Bình Dương, 24 đến 30 tháng tù treo. Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc công ty VNDAT, 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Thị Thúy, giám đốc dự án công ty VNDAT, 30 đến 36 tháng tù. Ninh Văn Sinh, cựu phó giám đốc công ty định giá trung tín, 18 đến 24 tháng tù. Nhóm bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty SNB Holding, 30 đến 36 tháng tù treo. Tại phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan, chiều hôm mùng 5 tháng 1 diễn ra phần hỏi đáp giữa luật sư và bị cáo. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc công ty Việt Á đã bán hàng cho bao nhiêu đơn vị, đại diện công ty cho biết có hơn 200 đơn vị mua hàng thông qua hình thức đấu thầu và hợp đồng dân sự. Luật sư tiếp tục hỏi về hoạt động của công ty sau khi Phan Quốc Việt bị bắt, đại diện đơn vị nói hiện công ty vẫn hoạt động nhưng gặp khó khăn do thu lợi nhuận ít, không nộp ngân sách nhà nước cũng như không thực hiện đúng chi trả lương cho người lao động. Theo đại diện của công ty Việt Á, lý do là hiện nay công ty đang bị phong tỏa 20 đến 21 tài khoản. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc này, trong số những tài khoản trên thì có 9 tài khoản liên quan đến vụ án, đại diện công ty Việt Á nói và không đề cập về số tiền trong các tài khoản. Cũng tại phiên tòa, đại diện công ty Việt Á có đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tài khoản không liên quan đến vụ án được gỡ bỏ phong tỏa để công ty duy trì hoạt động, đồng thời yêu cầu các đơn vị thanh toán số tiền hơn 700 tỷ đồng còn nợ cho công ty Việt Á. Trước đó, theo công bố của hội đồng xét xử, số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này là rất lớn. Cụ thể, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng hiện đang bị phong tỏa. Cơ quan điều tra cũng đồng thời phong tỏa 52 sổ tiết kiệm, hơn 140 tỷ đồng đứng tên mẹ Phan Quốc Việt và hai sổ tiết kiệm đứng tên con Phan Quốc Việt trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử về số tiền khủng đứng tên bị cáo và người thân của bị cáo, Phan Quốc Việt cho biết trong thời gian công ty Việt Á hoạt động, bị cáo đã mượn tiền của mẹ để phát triển công ty. Do đó, một phần số tiền trong các sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo là bị cáo trả lại, còn số tiền trong tài khoản của con bị cáo là tiền có từ các hoạt động khác nhau. Cũng tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Huy Thiệp hỏi bị cáo Phan Quốc Việt để làm rõ về việc bị cáo này gửi tiền cảm ơn 50.000 đô la Mỹ cho bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong khi đó, bị cáo Tạc nói rằng bên trong túi quà Việt đưa chỉ có hai tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 100 triệu đồng, cùng một số đồ lặt vặt. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Việt cho biết, mức quà cảm ơn dựa trên vị trí làm việc và công ty có nguồn lợi nhuận nên chia sẻ cho họ vì có sự đóng góp. Luật sư tiếp tục hỏi về việc bị cáo Việt hỏi bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ về mức biếu bị cáo tạc. Phan Quốc Việt cho rằng là vì lúc đó chưa biết bị cáo Tạc là người như thế nào và cũng để cho phải, đồng thời cũng không nhớ chính xác lắm về việc này. Theo bị cáo Việt, tiền cảm ơn bị cáo Tạc căn cứ vào vị trí công tác, lợi nhuận của Việt Á và sự đóng góp đồng thời việc cảm ơn này cũng có ba em. Tiếp đó, luật sư Huỳnh Phương Nam hỏi bị cáo Việt trong quá trình điều tra, thì ba lời khai ban đầu bị cáo này đến phòng ông Tạc đưa số tiền 100 triệu đồng, sau đó lại thay đổi là đưa 50.000 đô la Mỹ, tại sao lại như vậy? Bị cáo Việt trả lời rằng, do lúc đầu nghĩ đưa mức nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến bản thân và bị cáo tạc. Theo bị cáo Phan Quốc Việt, bản thân đã rút số tiền khoảng 5 tỷ đồng tại ngân hàng ở Đà Nẵng và đổi sang tiền đô la Mỹ. Sau đó, bị cáo này bay ra Hà Nội đưa cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc công ty Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt nói tại phiên tòa, Bị cáo Hiệp là trợ lý, tôi di chuyển nhiều, trên người không giữ tiền, thậm chí cầm rất ít, khi nào cần tiền thì Hiệp đưa. Luật sư tiếp tục hỏi về nơi bị cáo Việt đổi tiền, bị cáo này không nhớ nhưng cho biết mình là người gốc ở Đà Nẵng. Theo bị cáo Việt, mặc dù cầm số tiền đô la Mỹ rất lớn để trong vali đi máy bay nhưng không gặp vấn đề gì trong quá trình làm thủ tục tại sân bay. Theo cáo trạng, ngoài đưa tiền cho một số cá nhân thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo Phan Quốc Việt và những người thuộc công ty Việt Á còn hối lộ nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn khác tại nhiều tỉnh thành phố để được bán kit test với giá cao. Tổng cộng bị cáo Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ trong đại án Việt Á. Trong đó, nội dung đáng chú ý là hội đồng xét xử tập trung vào những sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng của bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Theo hội đồng xét xử, hiện có 3 tài khoản và 5 sổ tiết kiệm đứng tên bị cáo Việt – Năm hai sổ tiết kiệm trị giá 142 tỷ đồng do mẹ bị cáo này đứng tên, cùng hai sổ tiết kiệm trị giá 20 tỷ đồng do con bị cáo 14 tuổi đứng tên đang bị kê biên, phong tỏa để phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả. Trả lời về vấn đề này, Việt cho biết bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên. Riêng tài khoản mà mẹ bị cáo đứng tên là tiền Việt trả nợ cho mẹ trong suốt quá trình dài gây dựng công ty. Tài sản này thuộc về mẹ của bị cáo. Hội đồng xét xử đưa ra câu hỏi, bị cáo có thể chứng minh đó là tiền trả nợ hay không? có giấy tờ vay mượn gì không? Đáp lại bị cáo nói không có giấy tờ gì. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, đó là số tiền lớn, bị cáo nghĩ mẹ lấy đâu ra mà cho bị cáo vay nhiều như vậy? Việc trả lời, bị cáo không rõ, có thể mẹ vay mượn thêm người thân, bạn bè và cũng không có giấy tờ gì. Hội đồng xét xử cho rằng điều này là vô lý. Tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, vợ Phan Quốc Việt cho biết, vào năm 2020, khi biết công ty CP có ý định mua kit test để ủng hộ Việt Nam, Bị cáo đã giới thiệu Nguyễn Bạch Thủy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding. Sau đó, Linh liên hệ với công ty Việt Á để mua kit test COVID-19 trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi trao đổi kit test cho Việt Nam, công ty CP muốn có người đại diện đứng ra nhận và Linh đã liên hệ với Thanh Thủy để giúp đỡ. Thủy sau đó đã liên hệ nhờ ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, nhưng ông Long trả lời việc trao nhận đều do mặt trận Tổ quốc thực hiện. Trước ngày công ty CP trao kit test bà Thủy đã liên hệ với Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược, cựu trợ lý ông Long thì được biết ngày trao vật phẩm có ông Long tham dự. Sau khi bán được 1 triệu đô la Mỹ kit test, Thủy Linh có cảm ơn bà Thủy 2 tỷ đồng. Bị cáo Thủy kể lại thời điểm nhận tiền từ Linh, hôm đấy nhà bị cáo có cố, Linh mang tiền đến đặt được bàn rồi ra về. Hôm sau bị cáo gọi điện lại, Linh bảo chú chị em, em cảm ơn chị. Sau khi nhận số tiền trên, bà Thủy cảm thấy rất áy náy, lo sợ nên đã mang trả lại vào tháng 9 năm 2022. Hội đồng xét xử hỏi, tại sao nhận tiền từ tháng 4 năm 2020 mà đến tháng 9 năm 2020 mới mang trả lại? Bà Thủy trả lời, bị cáo đã liên hệ với Linh một số lần nhưng chưa trả được. Hành vi của bị cáo là sai, bị cáo rất ân hận vì điều này. Cũng trong phiên xét hỏi, bị cáo Nguyễn Bạch Thủy Linh bật khóc, nói rằng chưa từng vi phạm pháp luật và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vi phạm pháp luật. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã hiểu ra và tự nguyện chấp hành mọi yêu cầu. Bị cáo nói trong nước mắt Bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư đã di căn lên phổi, xin hội đồng xét xử xem xét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.